Hello 500 anh em, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa chơi Roblox nhỉ? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với series những con map Roblox hay nhất nha. Còn bây giờ thì thôi không nói nhiều nữa, bắt đầu thôi, let's go. Tôi bị bắt với quả cầu Pokemon rồi. Ok 500 anh em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map đầu tiên nha. Thì cái con map đầu tiên này á, tôi vừa vô thì tôi thấy có một cái điều rất là bất ổn luôn anh em. Rất là độc lạ, bình giữ nhiệt luôn nha. Đây anh em thấy nè, đây là phong cận bình thường đúng không? Nhưng khi quay rằng trước mặt, eo ơi, trông nó ghê tế giờ. Anh em thấy cái lưỡi của tôi đang dài ra không anh em? Trời ơi trời, nhìn nó đúng ghê luôn á. Cái lưỡi nó còn ngoại nữa mấy ba. Thì ngày hôm nay mấy bạn biết cái game này là game gì không? Đây tôi vô test thử cho anh em xem nè. Có nhiều bạn comment bảo tôi chơi game này lắm. Đây thì em sao mà mới vừa vô bị đánh rồi. Thì cái game này á, ấy à, sao mày mới vừa vô bị quánh rồi. Rồi xong, quýnh rớt xuống đất luôn. Cái game này á, khi mà vào trong á nha, thì anh em sẽ có một cái lưỡi siêu dài. Thì cái lưỡi này của anh em sẽ sử dụng để làm gì? Không phải là để ăn đồ ăn đâu bạn, mà phải sử dụng để đánh nhau nha. Và mình sẽ đánh nhau với những người chơi khác bằng cái lưỡi của mình. Đó, 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 ui ui ui, cái anh niên trước mặt có cái skill gì ghê vậy. Đây đây mấy bạn coi nha, bây giờ ví dụ tôi có cái lưỡi của tôi là cái lưỡi yếu nhất trong game này rồi, nhưng mà không sao, tí nữa tôi sẽ nâng cấp cái lưỡi của tôi lên. À mình sẽ vô xong mình sẽ đánh nhau với anh niên này. Lại đây à, lại đây ấy, lại đây đó. Khi mình quýnh trúng một người thì nó sẽ rơi ra 10 vàng, thì chúng ta sẽ có vàng để chúng ta nâng cấp cái lưỡi của chúng ta lên đó, chúng ta sơn lưỡi tăng đam. Thanh niên con cóc thì tôi thấy gần hết máu rồi, tôi nghĩ tôi sẽ đánh thanh niên này. Ôi nó gần hết máu rồi. Quýnh nè, nhiều tiền quá. Ui, bây giờ thì tôi sẽ tìm một cái đối tượng nào đó để tôi solo thử coi. Giờ ở đây là đây có, ở bên đây có hai thanh niên đang đánh nhau nè. Ui, thanh niên bên này là thuộc dạng là cao cấp luôn nữa bạn, cái lưỡi bằng vàng luôn nha. Ui cái lưỡi bằng vàng nha. Đây để tôi đánh nhau với thanh niên này cho bạn xem nè. Lại đây. Lại đây. Mẹ solo. Ấy da, ui thanh niên này khỏe quá vậy. Lại đây. Ô, có thanh niên kia còn sử dụng cái lưỡi làm cái bánh xe lăn vòng tròn nữa kìa. What the hell? Cái gì mà độc lạ bình dương quá vậy? Không ổn rồi. Tôi cảm giác hình như là tôi quá yếu những thanh niên ở trong game này các bạn ơi. Mấy thanh niên trong game này hơi bị khỏe rồi. Bây giờ tôi còn phải đánh mấy thanh niên này để gọi là nâng cấp cái lưỡi của tôi lên. Đấy, đấy, ui. Thanh niên kia có nguyên cái lưỡi cầu vòng luôn. Đây để tôi quýnh cái thanh niên lưỡi cầu vòng nè, lưỡi cầu vòng ở đây. Chạy hả? Thanh niên lưỡi cầu vòng chạy các bạn ơi. Chạy không? Chạy nè. Đó, quýnh rơi xuống đất luôn. Quá đã. À thanh niên này, ấy à. Mình sẽ cố gắng đánh nhau để mình kiếm được 1000 vàng để mình có thể nâng cấp cái lưỡi của mình mạnh hơn. Đây có thanh niên này gần thua nè. Đây, tôi đánh thanh niên này. Ui, lại đây. Rồi, quýnh rơi xuống dưới đất luôn. Lại đây. Ây da. Ui, may quá mình không bị té, may quá. Lại đây. Trời ơi, mình đánh hai thanh niên rơi xuống luôn. Quá đỉnh. Ui, gì đây? Thanh niên Mr. Dịch hả? Thanh niên này có màu vàng giống Mr. Dịch nè. Đây để mình quýnh thanh niên Mr. Dịch này luôn nha các bạn. Ây da. Từ, cái này mình phải để ý trước sau bạn ơi, có nhiều người quýnh lén lắm. Từ, mình phải bình tĩnh thôi. Cái lưỡi của mình là cái lưỡi yếu nhất ở trong đây rồi. Đó, không mấy cái lưỡi có kỹ năng chịu hồi đồ kiểu nè. Núi lửa nè. Lưỡi núi lửa luôn nha mấy ní. Hơi bị ghê à. Đây mình có thể quýnh mấy cái thùng này để mình lấy thuốc hồi máu nè. Đây quýnh mấy cái thùng này lấy thuốc hồi máu. Eo ơi, cái lưỡi ông nào chịu hồi được dung nham luôn vậy? Đỉnh quá vậy. Đây. Thanh niên này. Đây tôi sẽ quýnh thanh niên áo xanh này nha. Lại đây. Trời ơi, tôi chơi mấy cái game đánh nhau này hơi bị đỉnh. Ôi, cái gì vậy? À, thanh niên này chịu hồi ra cái bực nhúng gì đó nè. Đứng lại. Ấy à, trời ơi, quýnh hụt hoài luôn á. À, mày tính làm gì? Bạn tính tưng mình lên hả? Ấy ui. Cái gì vậy? Ui. Ây da, tôi bị đánh lén rồi. Đánh lén hả? Lại đây. Phong cận TV. Dám solo với phong cận TV hả? Trời ơi, đánh rớt xuống dưới luôn. Anh em thấy tôi đánh ghê không? Đây còn thanh niên này nè. Lại đây. Ây da. Trời ơi. Ây da, tôi quá xem thường đối thủ, tôi bị lừa rồi. Không xong rồi. Cái lưỡi của tôi hiện tại bây giờ đang quá yếu bạn ơi, không mạnh bằng những cái lưỡi của những thanh niên khác. Cho nên bây giờ tôi sẽ cần phải nâng cấp cái lưỡi của tôi lên. Cái lưỡi có tên là lưỡi thùng rác là sao vậy? Cái gì nghe nó ghê quá vậy? Không sao, mua luôn. Ok, để tôi thử sử dụng cái lưỡi thùng rác. Sao nghe cái tên nó hơi kỳ ta, nhưng mà để mình dùng thử coi nó sẽ như thế nào nha các bạn nha. Cái lưỡi của mình nếu như sử dụng kỹ năng thì nó sẽ chọi ra một cái thùng rác. À, thì ra là như vậy. Này thì lại đây. Đây này mấy bạn coi nha, tôi sẽ sử dụng thử cái kỹ năng chọi thùng rác bằng cái lưỡi. Chọi nè. Ui giời, hụt rồi. Ấy da. Chết rồi, cái lưỡi thùng rác này không mạnh. Cái lưỡi thùng rác này quá yếu bạn ơi. Tôi nghĩ tôi phải nâng cấp lên thêm rồi. Cái lưỡi này yếu quá, không được. Hiện tại bây giờ là tôi đang có 800 vàng nè. Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ nâng cấp thêm một cái lưỡi đi. Cái lưỡi này là lưỡi gì đây? Kéo lưỡi ra đánh trúng mục tiêu sẽ đẩy chúng ra xa hả? Ui cái lưỡi này là đánh được người kẻ địch ra xa hơn đúng không? Ok. Để vô test thử cái lưỡi mới coi. À, bấm số 1.
À, là mình bấm số 1 là cái lưỡi của mình nó sẽ dài ra và tấn công từ phía xa. Hợp lý á, được được. Có thanh niên ếch xanh bên này nè, để mình qua bên đây mình đánh thanh niên này đi. Ôi, thanh niên này có tuyệt chiêu triệu hồi kinh đây. Từ từ, lại gần đây. Triệu hồi cái lưỡi dài ra, lại đây. Ui, thanh niên này khỏe quá. Hây, triệu hồi lưỡi dài ra. Ui, oh no. Mày quá không bị té. Đánh nè. Trời ơi, quá mạnh Phong ơi. Ây da, mình bị đánh lén. Đánh lén Phong cận tư duy hả? Tuyệt chiêu lưỡi dài. Ui, trời ơi, quá khỏe. Ôi, tính ra tôi chơi game này hay ghê luôn các bạn. Tôi để ý là từ nãy giờ tôi chơi là giống kiểu không có đối thủ luôn các bạn, hiểu không? Rồi, thanh niên kia cần hết máu rồi. Của tôi. Trời ơi, tôi chưa kịp đánh nữa. Đây, cái thanh niên con hổ này từ nãy giờ quýnh tôi hơi bị nhiều nè. Tôi sẽ đánh thanh niên con hổ này. Chạy đâu bạn ơi, đánh đây. No. Trời ơi, bị té rồi mấy đứa ơi. Không sao, tôi được 600 vàng rồi. Tôi sẽ nâng cấp cái lưỡi tôi lên tiếp. Tiếp theo sẽ là lưỡi đá hả? Lưỡi đá này có thể triệu hồi một cái lưỡi khổng lồ ở trước mặt và sau đó gây sát thương. Ok, được, mua luôn. Tôi bắt đầu thấy khoái game này nha các bạn nha. Mr. Dịch, thanh niên Mr. Dịch nè. Để tôi đánh nhau với thanh niên Mr. Dịch nè. Rồi, quýnh thanh niên Mr. Dịch rớt xuống dưới đất luôn. Hình như là triệu hồi lưỡi như thế này đúng không? Ui, cái lưỡi tôi hơi bị khỏe luôn nha mấy đứa. Đứng lại đó. Chạy nè, Phong cận đã nhắm ai là người đó không thể chạy, hiểu không? Trưởng tim nè, hành Mr. Dịch luôn. Nè, à, chịu hồi cột đá. Bùm. Trời ơi, thanh niên này né được nha. Ây da, cái gì vậy? Tôi bị bắt vô quả cầu Pokemon rồi. Ây da. Ui. Cái gì ghê quá vậy? Ui trời, tính ra là mấy thanh niên trong đây có mấy cái vũ khí hơi bị xịn luôn các bạn. Quá nhiều kẻ thù xung quanh anh em ơi. Chết tôi rồi, bây giờ là kẻ thù xung quanh nhiều quá. Đây rồi, chịu hồi cái lưỡi. Đập nè. Ui. No. Trời ơi, tôi bị đánh rơi xuống dưới rồi. Xì ba. Tôi sẽ cố gắng cày 800 vàng để tôi mua cái lưỡi bằng vàng luôn nha mấy đi. Hiện tại bây giờ tôi được 350 rồi nè. Ok, không sao. Tôi thấy bây giờ mình không có nên nhào vô mấy cái chỗ đông người các bạn, hiểu không? Bên dưới này có một thanh niên dưới này nè, mình sẽ đánh thanh niên dưới này thôi. Ây da. Hình như là đập mấy cái thùng xung quanh đây là vẫn lấy được vàng nè các bạn. Được, để tôi sẽ đi vừa đánh nhau vừa đập mấy cái thùng này để lấy vàng. Để rồi, thanh niên màu xanh đây nè. Tôi thấy thanh niên này được nè. Ây da, đánh tôi hả? Có biết đang chơi với ai không? Hả? Trời ơi, đánh rớt dưới luôn mày đi. Đùa với Phong cần tí gì hả? Đây, bên dưới này đang đánh nhau, bên dưới này đánh nhau, tranh thủ xuống dưới đó. Đánh tiếp. Ê, tất cả tránh ra hết. Phong cận TV là bá chủ ở đây. Thanh niên kia lại đây. À, thanh niên kia chạy rồi các bạn ơi. Thanh niên kia chạy rồi. Sợ ơi, cung rồi. Thanh niên kia sợ tôi. Núp nè, đây thì núp nè. Quỳ tôi là đúng nghĩa là bá chủ trong game này luôn các bạn. Được rồi, đánh nhau dưới đó đủ rồi. Bây giờ mình lên trên đây mình đánh nhau thêm nè. Tôi được 500 vàng rồi. Đánh nè. Ây da, bị đánh lén rồi. Ủa. Thanh niên Eren lao tới xong té dưới luôn. Lại đây. Lại đây. Có biết đang chơi với ai không? Ok. Rồi. Ây da, thanh niên sau lưng đánh lén tôi nè. Đánh lén hả? Cút ra hết. Thôi ôi, tôi mạnh quá mấy đứa ơi. Lại gần đây, một mình anh Phong cận. Chấp hết. Ây da, chết rồi, tôi còn có hai mấy máu mấy đứa ơi. Ây da. Đấy, một thanh niên, hai thanh niên. Đây. Ây da, chết rồi, tôi còn có một máu rồi. No. Hồi máu nè. Nhà vô đây, Phong cận chấp hết. Yes. Này thì mất nơi dịch nè. Tôi hơi bị mạnh luôn mọi người thấy từ nãy tôi mạnh không? Một mình tôi cân hết cả đám luôn á mọi người. Đây à, tôi được 900 vàng luôn rồi nè. Ok, tôi sẽ mua cho tôi cái gì đây? Đây là cái lưỡi bằng vàng, bám xuống đất, lao về phía trước và kéo kẻ thù về phía trước. Ok, có vẻ mạnh đó. Được, tôi sẽ mua cái lưỡi bằng vàng. Đó. Yeah. Bây giờ cái lưỡi tôi là lưỡi vàng 4 số 9 luôn nha các bạn nha. Đây mấy bạn coi kỹ năng của cái lưỡi vàng của tôi nè nha. Bây giờ tôi sẽ tìm thanh niên ở đó nè. Ok, thanh niên sau lưng này có vẻ hợp lý nè. Đây. Nè. Lao tới nè. Cái lưỡi mạnh thật sự bạn. Thanh niên Eren nè. Ây da, lao tới. Đập rồi, tiêu diệt thanh niên Eren rồi. Lại đây. Biết tôi là ai không? Rồi, đánh rơi dưới luôn. Ui, cái lưỡi bằng vàng này quýnh hơi bị mạnh luôn á các bạn. Đây, quýnh thanh niên rớt xuống dưới luôn nè. Bốn trăm vàng rồi. Đây anh em coi tôi sử dụng kỹ năng nè. Hí, lao tới đập đó, một thanh niên bị tiêu diệt, con ếch lao toét. Ây da, ui trời ơi, cái lưỡi con ếch thì khỏe tê. Ok bạn, bây giờ thì tôi sẽ cày cho tôi lên được 1000 tiền để tôi lên cái lưỡi 1000 tiền để coi nó mạnh cỡ nào nha các bạn nha. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển qua game mới nha. Game này từ nãy giờ chơi thấy khá là hay á. Tôi nghĩ là tôi sẽ chấm cho game này được 10 điểm nha các bạn nha. Tại vì nó khá là hợp với tôi. Ừ, tôi thấy khá là hợp với tôi. Đây nè, bên dưới này có đánh nhau nè. Ngon quá. Đánh nè, một thanh niên rơi ở dưới. Ok,
Hai thanh niên rơi xuống dưới. Rồi tôi vừa quýnh hai thanh niên rơi xuống dưới rồi. Thanh niên thứ ba nè. Ok, ba thanh niên. Eren là đây. Eren là đây. Ô! Eren quăng tôi xuống lava, xong Eren cũng rơi xuống lava chung với tôi luôn rồi. Ơi, tôi thấy trước mặt có một thanh niên đang đứng thờ ơ, nhìn về tương lai phía trước kìa, để tôi lại nhìn nè. Đánh lén vậy nó mới vui, các bạn hiểu không? À, thanh niên con ếch nãy. Thanh niên ếch hồi nãy nè, làm ếch sao lăn mới được. Ê! Trời ơi, cái thanh niên Eren này từ nãy giờ cứ nhắm tôi, gọi là quăng tôi xuống dưới hoài luôn mọi người. À, dùng tuyệt chiêu hả? Thích dùng tuyệt chiêu không? Dùng tuyệt chiêu với chúng tôi hả? Rồi, 950 vàng rồi. Cố lên, xíu nữa thôi. Đây rồi, thanh niên đây rồi. Quýnh thanh niên có vẻ hợp lý nè. À, trời ơi, tôi tự nhào lộn. Rồi, tôi được 1000 tiền rồi mọi người ơi. Ok, 1000 tiền rồi đúng không? Quay trở về nhà nè, đây. Nâng cấp cái lưỡi của tôi lên thành cái lưỡi 1000 tiền. Ok, để xem có cái lưỡi 1000 tiền giúp được cái gì nè. Cái lưỡi 1000 tiền này của chúng ta. Cái lưỡi 1000 tiền này chúng ta sẽ triệu hồi lên một cái hàm răng, sau đó nó sẽ cắn kẻ địch. Ok, hợp lý. Mạnh á. Mày hả con ếch? Ấy da. Ui tôi bị gì ơi? Ơ chết, tôi bị mù rồi. Ấy da, tôi bị mù rồi. No! Trời con ếch quýnh tôi rồi. Ai da, sao cây con ếch của ta? Mấy bạn đợi xíu nha, giờ tôi có cái lưỡi 1000 tiền ấy, tôi qua tôi tiêu diệt con ếch cái đi rồi chúng ta chuyển qua game khác nha. Đây con ếch bên kia kìa. À, con ếch đang ở bên kia kìa. Được. Con ếch được lắm. Con ếch là của ta, để ta tiêu diệt con ếch. Ủa, sao nhiều ếch quá vậy? Ây da, sao nhiều ếch quá vậy? Ui, mạnh quá. Đánh nè. Rồi, tôi đánh thanh niên con ếch kia rơi xuống đất rồi. Rồi, tôi quýnh thanh niên này rơi xuống đất luôn rồi. Còn thanh niên này nữa, còn một thanh niên này nữa thôi. Ui, chưa té. Tôi chưa té, tôi tưởng tôi té rồi nhưng tôi chưa té. Quýnh nè. Rồi, ba thanh niên đã bị tiêu diệt. Ây da, trời ơi, bị đánh văng dưới luôn rồi. Ok bạn ơi, nói chung là ngày hôm nay thì tôi chơi cái game này thì tôi chấm cho game này được 10 điểm nha các bạn nha. Game này chơi hơi bị vui, hơi bị đỉnh luôn. Và tôi đã sở hữu được cái lưỡi 1000 tiền. Ở cái lưỡi này hơi bị mạnh bạn ạ. Chịu hồi nguyên cái hàm răng ra để tiêu diệt kẻ thù luôn. Hơi bị xịn, ok. Thôi rồi, nói chung là game này 10 điểm nha bạn nha. Chúng ta đến với game tiếp theo nha, let's go. Rồi, ok 500 anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con map tiếp theo. Có tên là cú đấm mạnh nhất. Game cú đấm mạnh nhất hả? Có nghĩa là mình sẽ vô đây mình tập tạ, sau đó tay mình bự lên, tay mình mạnh lên, mình đấm nhau đúng không? Phải vậy không ta? Từ từ vô xem thử coi. Ở chỗ này nó có ghi là đánh vào đây nè các bạn. Đấm vào đây á, đấm vô bức tường nè. Ok, để mình thử nha. Đấm nè. Tính ra tôi mới vừa vô mà tôi khỏe quá ta. Đấm một phát lủng bức tường như đây luôn nữa bạn. Ui. À, hiểu rồi, có nghĩa là mình sẽ farm theo cái kiểu gọi là mình sẽ đấm vô bức tường như thế này nè. Sau một tí nữa mình mạnh lên rồi, mình sẽ lấy cái tiền đó để mình mua. Mới có thanh niên nào đấm một phát mà lủng nguyên bức tường bự như vậy? Cái gì ghê quá vậy? Trời, đại ca cho em theo với. Ok, từ đây đạt được sức mạnh nhanh hơn nè. Đây, chúng ta sẽ có thể nhận được sức mạnh nhanh hơn, nâng cấp X2 hả? 4 Robux hả? Mình có 4 Robux không ta? Mình không nhớ mình có bao nhiêu Robux nữa, không biết mình có mua được không? Ủa, mình mua được nè. Ủa, à, đúng rồi, hình như là tôi còn 6 Robux trong tài khoản. Ui, tính ra may giờ mình còn 6 Robux trong tài khoản nên mình mua luôn. Vậy là bây giờ là mình cứ đi vòng mình đấm vậy để mình farm đến khi nào cú đấm của mình mạnh hơn đúng không? Ok, đây nè, cú đấm của tôi hiện tại đang là 93 nè. 97 nè, đây 100 nè, ok. Cú đấm của tôi hiện tại là bây giờ có thể gọi là bốc lửa được luôn nè các bạn. À, có nghĩa là mình đấm xong khu vực này thì mình có thể qua khu vực khác để mình đấm tiếp. Ok, hiểu. Hiện tại bây giờ cú đấm của tôi đang là 161, ok. Đấm tiếp nè, ui cái tường bên này cứng hơn nha các bạn nha. Hình như cái tường bên này cứng hơn nè. À, cái này giống như kiểu mình gọi là đấm vô bức tường xong rồi nó sẽ có mấy cái kho báu bên trong sẽ giúp cho chúng ta tăng được thêm sức mạnh đó các bạn. Đây rồi, thêm một quả cầu nè, lụm luôn. Đó, cú đấm của tôi bây giờ là có thể bốc lửa luôn rồi nè. Rồi, qua thế giới tiếp theo. Ê, nhưng mà khoan đã, chẳng lẽ là mình chỉ có vô đây xong rồi mình đấm vậy thôi hả? Có cái gì đó gọi là xịn hơn, ví dụ như là nâng cấp cú đánh mạnh hơn không? Ở bên này có thanh niên nào đấm bể nguyên bức tường bự luôn nè. Lụm, ca ếch, lụm ké. Trời, ngon quá mấy bạn ơi, lụm ké. Ôi. Ủa anh ơi, em lụm ké có cái thôi sao anh đấm em gọi là banh xác luôn vậy anh? Ủa cái gì kỳ vậy, thanh niên này gì kỳ vậy? Mình lụm ké nhờ có xíu hay làm gì quýnh mình bay người luôn vậy? Không sao không sao, kệ, lụm tiếp. Cứ ca ếch tới bạn ơi, lụm tiếp. À, cú đấm của tôi lên được 3000 rồi nè, chuẩn bị lên 4000 nè rồi. Ui trời ơi, cái thanh niên này mạnh thiệt sự luôn á, đấm một cú thôi là bể nát luôn mấy cái ngọn núi này luôn. Tới khi nào mình mới mạnh được như thanh niên đó ta? Wow, ok, bây giờ tôi đã dịch chuyển qua thế giới thứ 3 ở đây. Và thế giới thứ 3 vẫn tiếp tục là... Ủa sao không thấy cái gì vậy chị?
Là bây giờ game này là chỉ có vào đây xong rồi đấm đấm mấy bức tường vậy thôi hả? Cái game này thì cũng vui đó, nói chung là vui dành cho những bạn nào mà thích kiểu gọi là cày 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 level cái kiểu thì được. Chứ tôi thì tôi vô thấy game này khá là chán các bạn ạ. Chỉ có gọi là đấm vô bức tường cho nó lủng bức tường, sau đó lấy điểm. Lấy điểm xong đấm mạnh hơn, xong lại đấm tiếp, nó chẳng có cái gì khác biệt hết trơn á. Cho nên là tôi nghĩ là map này tôi sẽ nghĩ là tôi sẽ cho khoảng 4 điểm thôi nha các bạn nha. Nói chung là tôi không thích map này, cái này là ý kiến riêng của tôi nha các bạn. Tôi cho 4 điểm thôi, ok. Rồi, đến với map tiếp theo nào, let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với con map tiếp theo có tên là hãy chọn cánh cửa đúng. Thì khi mà vào trong game này thì tôi thấy là ở đây nè nó có hai cái cửa. Thì kinh nghiệm chơi game của tôi từ đó đến giờ thì tôi nghĩ rằng là cái game này sẽ kiểu như là Squid Game á, là mình sẽ chọn ra cái cửa đúng, mình chọn sai là mình thua, còn mình chọn đúng thì mình được đi tiếp. Kiểu vậy, hiểu không? Nhưng mà tôi chưa kịp chọn cái cửa nào hết là sao biến mất luôn rồi. Rồi, ok. Hiểu rồi, có nghĩa là cái game này là người nào đi nhanh hơn là người sẽ thắng. Ok rồi, cửa này nè. Rồi, cửa bên này nè, ok. Rồi tiếp theo cửa nào đây? Tôi sẽ nhìn mấy thanh niên đi trước để tôi chọn cửa. Đi đi, thôi mình nhường mấy bạn đó, mấy bạn đi trước đi. Ok rồi, cảm ơn bạn. Rồi đi tiếp qua cửa bên này. Rồi thôi bây giờ tới lượt tôi chọn nè, bây giờ để tôi chọn đi. Từ nãy tôi nhường cho mấy bạn kia chọn rồi, bây giờ tới lượt tôi chọn nè. Mấy bạn tránh ra để tôi chọn. Ok. Thôi, để tôi chọn giùm cho, mấy bạn đừng có chọn. Trời ơi, mấy cái bạn này kỳ ghê, đã bảo để tôi chọn giùm cho mà. Khổ ghê á. Thời nữa rồi, để tôi chọn giùm cho. Để tôi chọn giùm nha, cửa bên này nè. Đó, biết ngay mà, thấy không? Hồi nãy là bên phải đúng không? Tôi nghĩ lần này sẽ là bên trái. Wow, amazing. Thôi xong rồi, mấy thanh niên kia có vẻ là đi trước tôi rồi. Thôi xong rồi. Đúng thiệt là lòng người, hiểu không? Mấy bạn thấy không? Đó, tôi chọn cửa giùm cho các bạn nhưng mà các bạn đi, các bạn bỏ tôi ở lại đây. Tính ra mình cũng vậy mà ta. Ok, rồi cửa tiếp theo là cửa bên này. Ui, ui còn nhiều cửa lắm mấy bạn nhìn trước mặt chúng ta nè, còn rất là nhiều cửa ở trước mặt luôn. Ok. Trời ơi, sai nữa rồi. Bây giờ tôi sẽ rút kinh nghiệm bạn thấy không? Tôi sẽ không chọn cửa nữa. Bây giờ tôi đứng im tôi chờ mấy ông này chọn xong tôi đi ké thôi, hiểu không? Hình như là mình qua được 12 cửa nè. Bên này có bạn này qua được 45 cửa nè. Ui bạn này qua được 816 cửa luôn hả? Gì ghê quá vậy? What the hell, cái gì mà qua nhiều dữ vậy? Ok, cửa bên này. Rồi, tiếp. Rồi bây giờ để tôi chọn cho nè, mấy bạn tránh ra để tôi thể hiện nè. Cửa bên này chắc chắn thua nữa rồi. Thôi nói chung là game này thì tôi thấy rằng là nó nhạt quá các bạn ạ. Ừ, game này nhạt thiệt sự luôn các bạn đó. Tôi không biết mấy cái cửa khác như thế nào nhưng mà game này tôi thấy là hơi nhạt nha. Kiểu như là mình cứ chọn xong mình lại thua, mình chọn xong mình thua. Tôi thấy game này có vẻ hơi nhạt các bạn ạ. Ok thôi. Nói chung là map này tôi nghĩ rằng là tôi sẽ cho map này được 4 điểm luôn đi, bằng với con map đấm hồi nãy nha các bạn. Ok. Hồi nãy giờ tôi chơi 3 game rồi và tôi thấy là có mỗi duy nhất một cái game mà tôi cực kỳ thích, đó là game đánh nhau bằng lưỡi các bạn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là game đó sẽ là game top 1 của chúng ta ngày hôm nay nha. Ok. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Mình cũng đã test qua 3 game mấy bạn đã gửi cho mình rồi. Thì bạn nào mà muốn một mình chơi thêm game nào nữa thì đừng quên hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Ok, mấy bạn nhớ comment tên của tiếng Anh của game đó và hoặc là tên tiếng Việt của game đó cũng được nha. Tôi sẽ tìm mà tôi sẽ chơi thử nha. Còn bây giờ thì video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở những video Roblox lần sau nha. Bye bye, see you again.